Rồi rồi rồi, bây là trận đánh răng và team full hệ rồng đã xuất hiện. Cuối cùng năm của hệ rồng thì gần cuối năm mới làm xong full team full hệ rồng và vô trận thôi. Nói gì nữa, tôi đang không biết là bên kia đang làm gì đây. Chắc cũng sẽ xài trick room rồi. Xài trick room đó ta. NDD trick room chung với lại con gì đây? Chắc phải cho Garchomp ra sân. Còn một con nữa. Tôi nghĩ một con nữa chắc cho Dragapult ra nhờ. Nhờ. Hợp lý không? Không hợp lý thì cũng hợp lý. Mở màn thêm full hệ rồng nha. Làm sao cho coi được đó. Thêm full hệ rồng này. Trời ơi. Công nhận nó tốn của tôi cũng khá là nhiều thời gian nhưng mà tôi có thể nghĩ ra được cái team này. Ok, không giống như những gì chúng ta tưởng tượng nhỉ. Rồi, chắc tôi sẽ Terra cho con ui, tôi quên đem chiêu Heatwave rồi. Bà nội cha nó, lỡ quá rồi. Tôi kệ bà đi. Chúng ta sẽ sử dụng chiêu khống chế vô con Psychot. Ủa, tôi quên mang chiêu Heatwave cho con Hydreigon rồi. Hy vọng là không bị gì. Hy vọng cái gì. Ok, họ bên họ Terra gì đây. Tailwind. Hợp lý. Ice Punch. Ok. Nó cũng gọi là kịp kịp còn sống một chút đi. Hình như tôi chưa đổi đặc tính cho con Dragonite là Multiscale thì phải. Tôi nhớ Ice Punch không có làm tới mức sát thương kiểu đó. Rồi chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Con Whiskot chắc nhanh hơn mình. Whiskot nhanh hơn mình rồi. Giờ sao đây. Mày biết dòng họ tao là giang hồ không? Ok, chưa chết. Stomping Tantrum. Ok, chắc nó không biết mình có đặc tính Levitate. Moonblast. Hợp lý luôn. Không gì để nói. Chắc nên cho Dragapult ra nhỉ. Chết tôi rồi, tôi quên mang chiêu Heatwave. Thiệt là ngốc nghếch quá đi. Dragon Cheer. Tôi có 2 Dragon. Trời ơi, chưa critical. Không dính crit. Không dính critical hit. Sucker Punch. Dính biệt.
Ok. Rồi, tao mà mang theo chiếc nước quê là mày ngẫm từ lâu rồi con, chứ không còn đứng đây đâu. Trời ơi. Ồ, bên kia chắc sẽ xài... Tôi nghĩ bên kia chắc sẽ xài kiểu Tailwind quá. Nếu mà bên kia xài Tailwind chắc mình vẫn Sucker Punch thôi chứ. Ôi, không được nhiều máu lắm. Sao yếu vậy ta? Rồi, vĩnh biệt luôn. Earthquake. Giờ thì Earthquake đàng hoàng, nhưng mà tôi không biết là lấy được bao nhiêu máu của mấy con này. Rất có thể con Saluna bên kia có Moonblast. Oh, Blood Moon thôi đi luôn rồi. Ô, còn sống. Nhưng mà chúng ta thắng nổi không? Ô, Vacuum Wave. Ôi ơi, con này mang... Con này mang chiêu ngộ lề nghỉnh quá vậy. Rồi, vào trận tiếp theo. Để gỡ gạc cho lúc nãy thì tôi cũng đã đổi đặc tính rồi, chiêu thức của hai Dragon rồi. Hy vọng là sẽ ok. Bây giờ không biết là bên kia đang có... Thôi mình cứ cho tổ hợp hai Dragon đi chung với lại Dragonite đi. Có nên cho Charudon không ta? Charudon trong đây thì cũng được. Không thì cho Garchomp. Chắc ở Charudon là hợp lý. Nhưng mà nếu cho ở Charudon thì chắc phải cho Kingdra đi theo nhỉ? Được không ta? Tôi nghĩ chắc được. Kingdra theo chắc cũng được. Tôi khá là thích Kingdra. Cho nên là tôi ráng tôi ép làm sao mà cho cái đội hình này tôi xài được Kingdra. Hy vọng là Kingdra trong đội hình này nó có thể gọi là hữu dụng. Ok một chút. Cho nên mình cứ thử thôi. Thật ra tôi cũng muốn xài Kingdra trong đội hình mưa. Để bữa nào thử xài đội hình mưa, đội hình hệ nước. Có Kingdra coi thử coi sao. Rồi. Như chúng ta đã thấy, bây giờ chúng ta sẽ Terra hệ lửa cho hai Dragon. Đứng trước mấy con hệ tiên thì hai Dragon ngẫm là chắc chắn rồi. Xong rồi tôi sẽ Ice Spinner vô Dragonite. Biết con Dragonite bên kia xài gì cũng biết. Terra nè. Coi tình hình sao nhá. Tailwind, ok. Biết trước rồi. Audrey. Ây, chết tôi trời ơi. Ok, hên quá, Dragonite còn sống. Để kích hoạt Witness Policy. Chính xác là vậy. Heatwave.
tuyệt. Ice Spinner được nhân đôi, mặc dù là nó theo hướng phòng thủ, nó theo hướng hỗ trợ, tôi theo hướng phòng thủ mà không biết. Tuyệt luôn. Mình được kích hoạt Weakness Policy rồi, tôi nghĩ một chiêu gọi là Extreme Speed chắc cũng xử được con, ít ra là xử được. Rồi bây giờ sao? Không thể nào sử dụng hệ lửa lên con Baskaliber được. Tôi dùng Extreme Speed lên con Volcarona, mà chịu theo hướng hỗ trợ. Extreme Speed. Yeah, cũng được một đống máu chứ bộ. Fiery Dance. Cảm ơn. Dạ yeah, đủ. Dragonite hỗ trợ. Theo hướng hỗ trợ mà làm gì là quá đủ rồi. Ủa hên vậy? Tôi nghĩ tôi sẽ mang Acheloron ra. Earth Power chắc xử được Corona nhỉ? Còn Dragon Pulse hay là Fast Cannon sẽ xử được con Baskaliber đây ta. Thôi tôi sử dụng Flash Cannon đi. Kitera rồi. Đây là gì vậy? Đây là lửa. Ok, chúng ta sử dụng Earth Power chắc cũng xử được Volcarona. Volcarona ơi, mày đừng chơi chiêu gì quá sốc ốc tao là được. Fiery Dance chắc để xử con Charudon. Hợp lý. Ui, giờ đâu mày? Ui, giờ đâu ơi? Skull Shot. Ủa? Ủa sao mình hên vậy? Ê, mình hên nha, cái này là mình phải nói là mình hên nha. Tuyệt. Xử xong. Tôi cũng muốn xài Baskaliber lắm nhưng mà có điều là sao tôi thấy nó cứ mỏng mỏng thế nào ấy, cho nên là không thể xài được. Và rồi chúng ta qua, trời đất ơi, các bạn thấy tôi, thấy cái tôi đang thấy không? Trời đất ơi, con Ninetales kìa. Con Ninetales kìa, trời đất ơi. Ninetales, nhưng tôi sẽ không sợ. Tôi nhất quyết tôi không sợ. Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ sử dụng Dragon Knight đi chung với lại hai Dragon. Cả hai con này đều sợ Ninetales hết. Nhưng tôi sẽ không sợ, tôi nhất quyết tôi không sợ. Còn gì đây nữa ta? Được thì tôi cũng muốn sử dụng con Thiên Trang lần nữa. Hy vọng đi. Chưa có cơ hội xài con Gatchom nhỉ? Mà Gatchom thì vô đi, không có nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều mất thời gian. Vô nè. Ok, Gatchom đi chung với lại Dragonite. Không biết bên kia sẽ làm cái gì. Chắc không sử dụng chiêu hệ đất đâu.
Tôi nghĩ chắc bên đó không sử dụng chi hệ đất đâu. Mà sẽ sử dụng chiêu hệ. Không thể nào bên kia sử dụng chi hệ đất được đúng không? Tôi muốn đổi hai dragon về quá ta. Nếu tôi set up trời mưa thành công và Ice Spinner vô con Gachom. Trời ơi, tôi chỉ hy vọng là con Làm ơn làm phước. Ok, bên kia Terra cho con. Chắc Gachom quá. Không, bên kia Terra cho con Dragon này. Ok, hợp lý. Bạn muốn làm gì cũng được. Bạn muốn làm gì cũng được, miễn là bạn đừng chơi chiêu hệ đất với tôi là được. Dragon Claw. Ok luôn. Ok bạn. Cảm ơn bạn. À, nó có hai bóp. Ê, chết. Dở rồi. Chắc sống không nổi quá. Không nổi rồi. Chắc nó có loaded dice. Chó đẻ thật sự. Chó đẻ thật sự. Rất chó đẻ nha. Nếu bây giờ Dragonair bên kia xanh quá rồi. Giờ nó xanh quá rồi. Cứ phải protect thôi. Không biết là tôi sống nổi không ta. Chiêu scale shot. Hình như nó có mang loaded dice. Chứ không phải nào mà bắn liên tục vậy được. Thời này đi một bước là gặp toàn mấy con á thần không. Ôi đoán chắc mà bạn. Tôi biết bạn mà. Chúng mình là gì của nhau. Mà tôi nghi hoặc. Ôi không được nhiều máu hết. Không được rồi. Không được. Xong. Ôi Dragonite mà mang theo scale shot mạnh quá ha. Xong rồi, xong phim rồi. Thôi xong rồi. Đảm bảo là con con Ninetales bên kia sẽ sử dụng chiêu. Trời đất ơi. Wow, Dragonair đỉnh quá.
ok luôn. Đấy, team này thì nhìn thấy hệ rồng là thấy tôi không nghĩ tới, không nghĩ đó là Dragonite mang theo scale shot. Quá ghê. Rồi, vô trận tiếp theo. Đây là trận đấu với lại team Trick Room. Đội hình của Trick Room hả? Đội hình Trick Room thì chắc chắn phải cho con Hai Dragon ra đó. Nhưng mà con còn lại là con gì đây? Con còn lại đi chung với con Hai Dragon là con gì đây? Lilligan anh ta. Rất có thể bên kia sẽ cho Lilligan bên kia, không biết có Triple Axel không ta. Lilligan bên kia có Triple Axel thì mình cũng hơi mệt rồi nha. Đúng là khó chọn quá đi. Tôi sẽ cho Dragon Pole ra, không có nghĩ nhiều nữa. Và không, tôi biết làm gì rồi. Dragonite đi chung tại nó có Ice Spinner. Ừ, đó là ý đồ của tôi hồi trước, tôi build mà, quên. Và hai Shadow Dawn. Hợp lý không? Hợp lý, không hợp lý thì cũng hợp lý. Vô trận thôi. Ok. Ok, Amaroot. Nhìn là biết làm sao rồi đó ha. Tôi phải phá cái dòng dây này mới được. Xin phép phá bỏ dòng dây. Ok, mình protect. Cảm ơn. Xin phép vĩnh biệt. Rồi, giờ chúng ta dùng Dark Pulse cộng với lại Thunder Wave. Ủa? Mấy người này. Rồi, và tiếp tục thì chúng ta đang có. Rồi, con tôi quên tên con kia rồi, con Komo-o. Ừ, con Komo-o cũng mệt nha. Xong rồi, thêm con hệ lửa như là Skeletor nữa. Không biết là bên kia sẽ xài cái gì đây. Không có Dragon Pole thì cũng hơi kẹt. Kẹt thiệt. Còn con nữa rồi, con gì đây? Rồi, nói chung là không thể nào thiếu Dragonite luôn á. Dragonite hỗ trợ mà, không thể nào thiếu. Nhưng mà tôi không biết nên cho Dragonite hỗ trợ theo hướng gì đây. Nó cũng đâu có thể nào tấn công được đâu ta. Thôi dẹp đi, vô.
for alligator. Ok, for alligator đi chung với lại tôi sẽ gọi là ớt khoai nhỉ? Tôi có nên ớt khoai không? Cái con for alligator chắc có chiêu hệ hệ băng. For alligator chắc có chiêu hệ băng hết. Mình không cho ra đúng không? Chứ không cho, không có chiêu hệ băng cho ra làm gì? Cho ra đi. Vô. Sao đây, sao đây, sao đây? Nếu tôi đoán đúng, họ sẽ có chiêu hệ băng. Ok, Faker giờ Gachom hợp lý. Nếu là tôi cũng như anh. Rồi rồi, mày xong rồi. Đương nhiên là không chết được con này rồi. Đó, đón chắc mà. Earth Power. Earthquake. Tưởng tao không biết mày. Corrupt Skin đúng quá. Cho nó Corrupt Skin. Ngồi con Paralligator vậy cũng cứng quá chứ ta. Ôi già đau mày. Con gì tiếp theo? Hammo. Tôi chỉ hy vọng là con Kamo-o nó không nhanh hơn mình, nhưng mà cái tình hình là tôi nhớ như tốc độ con Kamo-o nó nhanh hơn mình thiệt. Không biết kịp để sử dụng Thorn không nữa. Đừng có dùng cái gì chiêu gì đó, Grand Crystal được. Nó sẽ dùng được Grand Crystal nè. Fairy luôn, ok luôn. Ok nha ní. Hiểu ní quá nhiều rồi. Đường quyền mà người ta quýnh mà sao mày không đỡ? Gặp tao quýnh là tao đỡ liền. Thorn đi, Thorn. Yeah, Thorn. Kịp. Nhanh hơn mình, nhanh hơn. Nghe cho mình vẫn cũng còn cứng quá chứ. Thế ra hệ độc vẫn còn cứng quá chứ. À, nó Hyper Voice. Ủa lộn, khùng quá. Fast Ray. Sorry, but what I have to do now? Nó cranking scale. Thì chắc Dragonite sống nổi không ta? Annihilate. Ừ, giữ lại được con Dragapult thì cũng mừng đi. Annihilate sống nổi không trời? Tusca, biết rồi, bấm lộn thôi. Vô. Đã cho mà cứ spam Earthquake tới khi nào mày ngủm tao một cái. Trời ơi, còn có một miếng nữa. Ice Punch. Ê, Clanking Scale nó có thắng, nó có chết nổi không ta? Rồi sao cái đội hình này cầm Ice Punch không vậy? Sao đánh đúng đội hình quá vậy? Oh yeah. Multi Scale quá đỉnh.
Hình như trong hai con không có con nào có... Ừ, hình như trong hai con không có con nào có đặc tính... Extreme Speed nè. Xong rồi, tôi bấm Dragon Dart trong ta. Vô. Vĩnh biệt. Ok luôn. Dragon Dart. Ôi, sao có chút xíu máu vậy trời. Ray Fist. Ok. Xin lỗi, tao biết trước tình hình rồi. Và còn một chiêu mày không ngờ nữa đó con. Con à. Sucker Punch. Sợ chưa? Mà thật ra ra con Paul luôn nhanh hơn là Alex mà. Tuyệt vời. Và đó cũng là mở màn đầu tiên cho Team Full Hero. Hẹn gặp lại các bạn trong Team Full Hero tuần sau. Bây giờ thì bye.